Ok. Nó hình quay cảnh đầu tiên thôi. Hoặc luôn á. Thật sự là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Tại vì lần đầu tiên chăm làm một cái dự án phim cho bản thân của mình á. Tự mình làm rồi có ekip của bên công ty Điền Quân hỗ trợ nữa. Cho nên là cảm thấy là cũng rất là may mắn khi được đồng hành với lại tất cả mọi người ở đây. Tất cả ekip đều là ekip thân quen cũng hết. Cho nên là cũng rất là vui. Hy vọng là bộ phim Vương Miện Xương Rồng của Trâm bấm máy và sẽ sớm chiếu lên cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người nhớ ủng hộ phim của Trâm nha. Thì đây là một bộ phim gọi là tình cảm gia đình, hài hước nhẹ thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều ý nghĩa đối với Trâm. Thật ra thì nó cũng phải là câu chuyện thật về cuộc đời của Trâm đâu, nhưng mà nó là những cái mảnh ghép á, mà mình ghép nó lại thành cái câu chuyện hoàn chỉnh. Mảnh ghép ở đây là những cái mà mình đã từng trải qua, mình đã từng va chạm, hoặc là có những cái mà mình đã là cái nhân vật ở trong đó rồi. Cho nên là Trâm nghĩ thì đây là một bộ phim mà khi up lên thì sẽ mang lại nhiều cái ý nghĩa khi coi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ đi quay thôi. Mọi người anh Khương lên đoàn để ủng hộ là cả một cái gọi là niềm vui á và hạnh phúc á. Dạo này xuất hiện với anh Khương nhiều quá. Xong rồi bị thất bại á, lên cũng chơi cũng chửi em nữa, nó kêu người ta kinh nghiệm đi cho người khác bao nhiêu năm mà đã cái cô lên Khương. Cỡ nào cũng bị nói. Khương đóng đem da cho anh Khương. Quay cảnh Huế được không? Quay riêng của anh mà Huế đập vô được không? Trời, đang tính anh mời anh Khương một vai mọi người, cái vai hiếp trăm á. Cái đứa con mà trong bụng á là của anh Khương. Mà cuối cùng giờ anh Khương không nhận, đi Huế rồi, không lẽ qua ra quay cảnh hẳn của người Huế, kỳ quá. Cảm ơn mọi người. Hiện giờ thì Trâm đang ở bối cảnh chính của phim Vương Miện Xương Rồng. Đây là bộ phim đầu tiên Trâm làm. Thì rất là may khi được đồng hành với lại ekip. Và ekip này cũng là một trong những ekip mà đã làm với Trâm rất là nhiều rồi. Đó, cho nên là mọi người cũng rất là nhiệt tình. Và phải nói là trải qua 2 ngày, ngày nào cũng quay tới 11, 12 giờ khuya hết. Anh em ekip là mỗi người chỉ có thời gian là khoảng 15 phút để đi ăn thôi. Ăn xong rồi lên phải quay kịch liệt luôn, tại vì
bắt buộc là phải quay sớm, chứ không là 12 giờ là người ta đã không cho mình quay nữa rồi đó. Cho nên là ngày hôm nay là quay, mà mọi người cũng thấy rồi, mặt mày của Trâm đang thấy rất là ghê, là tại vì phải khóc ba cảnh liên tục mà, cho nên là rất là bơ phờ, mệt lắm. Hai ngày trôi qua rồi, giờ chúng ta còn 4 ngày nữa thôi. Hy vọng là sau này phim lên sóng thì mọi người sẽ ủng hộ, và mọi người nhớ coi phim trên kênh Hồ Bích Trâm Official nha. Cảm ơn mọi người. Thật ra mọi người ơi, quá thân là lúc mấy mấy giai đoạn, cho nên là mình phải đó, đẹp chưa nè, đúng không? Ừ. Đúng rồi. 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 Đúng Thanh Nam xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Lần này là lần thứ hai Thanh Nam quay phim chung với Hồ Bích Trâm. Dạ. Một cái phim hết sức cảm động, quay hai tía con. Thấy cũng vui, vừa nghỉ dịch vừa xong cái làm phim, anh em tụ họp lại lần này thấy cũng vui. Kính mời quý vị khán giả đón xem trên kênh YouTube của Hồ Bích Trâm nha. Xin chào tất cả các bạn ha. Hiện tại thì Thành đang ở đoàn Vương Miện Xương Rồng, một bộ phim của Hồ Bích Trâm và Thành kết hợp. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những nhân vật khác trong cái bộ phim này. Thì một dự án này nói chung là cũng rất là may mắn là được Trâm tin tưởng và mời Thành. Rồi thì nói chung là nỗ lực của tất cả mọi người ở trên đoàn này đang tạo ra một bộ phim cực kỳ hay. Cho nên mong rằng tất cả mọi người sẽ đón xem bộ phim Vương Miện Xương Vương Miện Xương Rồng trên kênh Hồ Bích Trâm Official. Xin chào các bạn, mình là đạo diễn của Thành Nam. Thì mình cũng muốn chia sẻ về cái dự án mà khi mà mình nhận lời làm cái phim Vương Miện Xương Rồng với lại nữ diễn viên xinh đẹp Hồ Bích Trâm. Để nói về cái thích trong cái kịch bản này, nó là một cái kịch bản mà nó có một cái số phận của nhân vật, nó cũng gần giống như cái số phận của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Và cũng nhân đây này cũng xin khán giả hãy ủng hộ cái bộ phim Vương Miện Xương Rồng này, để cho anh em trong lĩnh vực làm phim này có động lực để anh em tiếp tục làm những cái dự án tốt hơn. Xin cảm ơn. Quan trọng là mọi người trong đoàn có gì nè. Không rồi xong nó còn đâu nữa. Có gì nhớ để gì để xin về cho chợ. Máy đang chạy mà. Được rồi anh. Máy chạy. Máy chạy. Và diễn. Máy chạy. Máy chạy. Máy đang chạy mà. Dĩ. Anh Phong, anh có sao không ra đi? Không sao. Phong ơi, cái đó là buồn ra. Anh không sao. Cô muốn anh làm cái gì cho cô nữa? Hả? Bao nhiêu năm qua anh bù đắp cho cô đủ rồi. Bây giờ anh phải chấp cho cô vừa lòng. Ok, hiểu mày.
rồi đủ hả? Tiếp, bắt chung tiếp. Nói. À, đây. Rồi, em rồi, biết rồi. Bây giờ là quay phim rồi, ngồi hết nổi, lết thôi. Rồi. Ngày mai quay cáo Panadol nha. Panadol nha. Ok anh. Xin chào mọi người, hiện tại đang có cái mặt tại phim trường của bộ phim Vương Miện Xương Rồng của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Và mình là Adam Lâm, cũng là một diễn viên trong bộ phim này. Trâm là một người bạn chơi rất thân với là Adam, cho nên khi mà Trâm ngỏ lời là Adam nhận thôi, cho nên không có lý do nhiều cả. Chúc cho Hồ Bích Trâm cũng như là ekip của phim Vương Miện Xương Rồng luôn luôn thành công trong tất cả những buổi quay, cũng như là về phần hậu kỳ, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ để cho ra được một bộ phim hoàn chỉnh và hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất để dành cho tất cả quý vị khán giả. Mày chạy mấy ai anh ơi? Ủa thấy không? Lên voi nè. Rồi ok anh. Mày tại đang chỉnh nét rồi chơi mày chạy giết chị Duyên. Mày vừa quay một tác phẩm rất là hay. Đừng có làm cho tao phải động gì hết. Thủ đoạn bắt tao phải phỏng vấn hoài nha. Rồi. Phỏng vấn nhau, nương nhau nha. Rồi ok luôn. Rồi sao? Quay và cảm nhận của chị nè. Dạ. Chúc mừng con đã ra một tác phẩm của riêng mình. Một tác phẩm rất là hấp dẫn, đọc của Bảo Nhiên rất là thích. Dạ. Hy vọng rằng là qua tác phẩm này được mọi người ủng hộ và yêu mến Hồ Bích Trâm hơn nữa, và càng ngày càng được nhiều fan hơn nha. Qua mình đã gặp nhau ở một những tác phẩm trước là như là Muôn Kiểu Làm Dâu. Muôn Kiểu Làm Dâu. Mọi người ơi, cả fan Hồ Bích Trâm lẫn là fan của tất cả các nghệ sĩ, hãy vô ủng hộ cho bộ phim này, thực sự một tác phẩm rất là thú vị và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và hy vọng rằng mọi người sẽ yêu mến Hồ Bích Trâm hơn nữa. Và trong đó có mình nha, nhớ rằng là mình cũng tham gia trong bộ phim này, dù là một cặp vợ chồng, nói chung là cũng khó tính, cũng khó ưa, nhưng ở mặt khác nào đó mình cũng là có những cái điểm mà cũng gọi là yêu con nè, dễ thương nè, cũng phải có lý do để mà yêu đúng không, phải tìm cái gì đó là cho mình nữa nha. Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Tâm nguyện của em khi làm phim này có nghĩa là
là tiền mình bỏ ra mình làm phim mình không tính vô, nhưng mà cái phim khi mà mình up lên YouTube á, kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube thì em sẽ lấy cái tiền đó về quê em, nơi mà em ở, ở đó người ta cũng khổ. Và đặc biệt hơn là cảm ơn tất cả những ekip của mình. Phải nói là 6 ngày qua thì cái ngày qua cái đường mình up mấy phim á, thì trên đường chạy về á là vừa lái xe vừa nhìn đường rồi vừa khóc. Khóc đây là lần đầu tiên mình không nghĩ là mình đã hoàn thành xong một cái sản phẩm đầu tay của mình. Nếu như không có tất cả mọi người, không có ekip á, thì thật sự là sẽ không thể nào mà hoàn thiện cái bộ phim này hết. Cho nên là cho em gửi lời cảm ơn tất cả ekip, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Ủa là anh Ké, anh cũng là một trong những nhân vật chính trong phim mà. Đây là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Là anh chính quy. Đừng khóc anh ơi, đừng khóc mà, đừng khóc. Anh chết cha rồi, rớt phân luôn rồi. Em không lỡ đâu rồi nha, em chậm nước mắt mà lỡ dính phân.